Kênh ốm nhỏ nhỏ xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục trong series bí mật 12 con giáp. Ở video này, kênh ốm nhỏ xin chia sẻ tới quý vị và các bạn về sự nghiệp của người tuổi Mão. Nội dung gồm 3 phần lớn. Một là con đường sự nghiệp và tính cách người tuổi Mão với công việc. Hai là sự nghiệp người tuổi Mão qua từng năm. Và nội dung thứ ba là sự nghiệp người tuổi Mão qua từng tháng. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn vào nội dung thứ nhất. Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão. Người tuổi Mão thường có một cuộc sống bình lặng, ổn định. Điều này được quyết định chủ yếu do những tính cách bẩm sinh của họ. Đồng thời họ cũng rất thích thú với môi trường, hoàn cảnh sống như vậy. Họ thường bằng lòng với thực tại, không mơ ước đến bất kỳ một sự thay đổi nào. Vì vậy, rất ít người tuổi Mão có thể làm nên được sự nghiệp lớn hay có được những thành tựu vượt trội. Tuy nhiên, người sinh vào năm Tân Mão có thể là ngoại lệ, nhưng để có được thành công lớn, họ không thể không nhờ đến sự giúp đỡ hợp tác chân thành từ những người bạn của mình. Người tuổi Mão thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch. Họ có thể đưa ra những lời khuyên rất bổ ích dành cho người khác và cũng sẽ hành động theo lời gợi ý của mọi người nếu nhận thấy nó thật sự thiết thực và đúng đắn. Đôi khi chúng ta thấy họ quá coi trọng hình tượng, vẻ đẹp bề ngoài. Và nếu chỉ nhìn bề ngoài thì chắc chắn họ sẽ không thể bắt tay vào làm được những công việc nặng nhọc. Tuy nhiên, chỉ khi thấy họ thật sự chú tâm với công việc thì mọi người mới nhìn nhận đúng về phong cách làm việc của họ. Tính cách của họ đã quyết định đến việc cuộc đời họ hoàn toàn không có sóng to gió lớn mà luôn bình ổn và tĩnh lặng đúng như những gì họ vẫn suy nghĩ. Vì luôn cẩn trọng trong mọi việc, sống giản dị, tiết kiệm, lại giao tiếp rộng nên có thể nói rằng tài lộc của người tuổi Mão sẽ rất tốt đẹp và hầu như không phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, người tuổi Mão thường không có lý tưởng hay mục tiêu gì lớn lao mà chỉ luôn quanh quẩn với những công việc nhỏ nhặt hàng ngày của mình. Lời khuyên dành cho họ là nên có kế hoạch phát triển lâu dài cho sự nghiệp trong tương lai. Nghề nghiệp phù hợp với người tuổi Mão. Người tuổi Mão không phù hợp với những công việc lao động chân tay nặng nhọc. Họ cũng không hợp với những công việc cần đầu tư nhiều thời gian, công sức. Ngược lại, họ hoàn toàn có thể phát huy được khả năng của mình trong những công việc văn phòng hay công việc mang tính chất nghiệp vụ. Đồng thời, do tính cách ôn hòa, thích để mọi chuyện diễn biến tự nhiên, không ham tranh cãi và cũng không muốn đấu tranh với những người khác nhằm mục đích thu được lợi ích cho bản thân mình, nên họ cũng không phù hợp với những công việc phải bù đầu suy nghĩ giữa thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào mới là chính nghĩa, công lý. Vì rất nhạy bén với nghệ thuật, lại thường nhìn nhận mọi việc dưới ánh mắt cảm tính nên người tuổi Mão rất phù hợp với những ngành nghề như văn học, mỹ thuật, kiến trúc, âm nhạc, v.v. Họ có thể phát huy hết tài năng cho các lĩnh vực này để đạt được những thành tích rất tốt. Họ cũng có thể đảm nhận được những công việc đòi hỏi có sự quan sát tỉ mỉ, kỹ càng và cẩn trọng như tư vấn, cố vấn doanh nghiệp, biên dịch, bảo mẫu, v.v. Suy nghĩ trong sáng và các mối quan hệ xã hội toàn vẹn cũng là ưu thế của người tuổi Mão trong công việc. Họ có các mối quan hệ xã hội rộng rãi với nhiều bạn bè và nhân sĩ trí thức hoặc người thành đạt chốn quan trường. Vì vậy, họ cũng rất phù hợp với những công việc liên quan nhiều đến giao tiếp xã hội như lễ tân, tiếp thị, v.v. Ngoài ra, người tuổi Mão cũng có thể thử sức mình để làm một người hoạch định, kế hoạch xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, khi bắt tay vào những lĩnh vực này, họ nhất thiết phải có được một người bạn thân ở bên cạnh giúp đỡ, đưa ra những mưu lược khôn ngoan thì mới mong có được thành công. Nói tóm lại, người tuổi Mão không nên thử sức với những công việc mang tính cạnh tranh khốc liệt và chú trọng nhiều đến quan hệ giữa lợi và hại như chính trị hay thương nghiệp. Những công việc này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của họ. Tính cách chung của người tuổi Mão với công việc. Nhìn chung, người tuổi Mão đều rất phong độ, nho nhã, có hứng thú với nhiều lĩnh vực khác nhau như lịch sử, nghệ thuật, kịch hát, vũ đạo, v.v. Họ cũng rất thích nghiên cứu về triết học nhân sinh. Những ưu thế này có thể giúp ích cho họ rất nhiều trên con đường phát triển sự nghiệp. Người tuổi Mão thường hết sức tránh gây xung đột với người khác bởi họ luôn muốn có một cuộc sống bình an, yên ổn, không thích có bất kỳ một sự tranh chấp vô vị nào và với bất kỳ ai. Dù có bị kích bác, chế bai, họ cũng luôn cố gắng kiềm chế bản thân, giữ bình tĩnh, chứ tuyệt đối không tranh chấp cãi lộn. Họ là những người rất tôn trọng các giá trị truyền thống, không bao giờ muốn mạo hiểm trong bất cứ việc gì. Họ có thói quen tích trữ phòng khi cơ hàn nên luôn chi tiêu tiết kiệm, không khoa trương lãng phí. Họ cũng rất khẳng khái và nghĩa khí. Nếu bạn nợ tiền ai đó và đã đến hạn phải trả nhưng tạm thời chưa thể trả được, bạn có thể nhờ đến những người bạn tuổi mèo của mình.
và thường thì sẽ không bị họ từ chối giúp đỡ. Tuy nhiên bạn cần nhớ rằng, nếu đã vay được tiền của một người tuổi Mão thì phải nhớ trả cho đúng hẹn. Họ luôn ghi nhớ rõ ràng về những khoản tiền mình đã cho vay cũng như lãi suất và thời hạn trả. Khi gặp phải những mâu thuẫn xung đột trong cuộc sống, họ cũng thường căng thẳng, bất an. Tuy nhiên, chỉ cần bình tĩnh lại thì họ có thể giải quyết êm đẹp tất cả mọi chuyện. Điều này giải thích vì sao họ có thể xử lý tốt tất cả những khó khăn trên con đường sự nghiệp của mình. Phần 2 là sự nghiệp người tuổi Mão qua từng năm. Năm Tý. Trong năm Tý, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão rất hanh thông, hiền đạt, gặp được nhiều vận may và làm việc gì cũng thuận lợi, tốt đẹp. Tuy nhiên vào giữa năm họ sẽ gặp một chút biến động, nên cố gắng ở trong nhà tu thân dưỡng tính trong tháng 6. Vào cuối năm, đường công danh sự nghiệp của họ có được thuận lợi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào phúc phận của họ như thế nào. Nếu có duyên thì tài lộc đầy nhà, vô duyên thì tất cả vẫn như bình thường. Vì giữa chuột và mèo luôn có sự tranh đấu nên cuộc sống của người tuổi Mão trong năm Tý đôi lúc cũng gặp những chuyện buồn phiền bất an. Năm Sửu. Trong năm Sửu, tài lộc của người tuổi Mão gặp rất nhiều trắc trở, sự nghiệp cũng có nhiều điều không thuận lợi. Nếu không cẩn thận, họ có thể gặp cảnh buôn bán thua lỗ và phải lưu lạc khắp bốn phương trời. Cần chú ý giữ gìn sức khỏe bởi đôi khi chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng khiến họ mắc bệnh trong một thời gian dài. Vào cuối năm mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn, họ nên nắm bắt lấy thời cơ này để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Năm Dần. Trong năm Dần, người tuổi Mão luôn chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên ăn uống bừa bãi để tránh mang bệnh vào người. Xung quanh họ cũng sẽ tồn tại một số chuyện thị phi thất thiệt. Cần ghi nhớ rằng bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, cần cẩn thận khi quyết định làm bất cứ chuyện gì. Vào giữa năm, âm khí trọng nên tránh có những chuyến đi xa. Tuy nhiên sau khi mùa đông qua, mùa xuân đến thì tất cả mọi chuyện lại trở nên rất thuận lợi và an lành. Năm Mão. Trong năm Mão, người tuổi Mão sẽ gặp rất nhiều chuyện vui như được tăng lương, thăng chức hoặc có cơ hội mở ra một sự nghiệp mới. Tất cả mọi chuyện đến với họ đều rất thuận lợi, đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Công việc kinh doanh rất phát đạt, danh lợi song toàn. Tuy đôi lúc họ cũng cảm thấy bị đau đầu khó chịu, nhưng chứng bệnh này hoàn toàn không phải là trở ngại lớn cho những sự việc đáng mừng liên tiếp tìm đến. Vào đầu năm, khi mọi chuyện còn chưa thực sự bắt đầu, họ chỉ nên giữ thế thủ chứ không nên tấn công mãnh liệt. Năm Thìn. Trong năm Thìn, người tuổi Mão bị sao thái chức chiếu mệnh nên thường xuyên phải đi đến nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên việc này cũng không gây nguy hại cho bản thân họ. Tốt nhất là nên cố gắng giữ gìn sức khỏe, lấy rút lui để tấn công. Trong năm này, họ cũng có thể gặt hái được một số thành quả ngoài dự định. Năm Tỵ. Trong năm Tỵ, người tuổi Mão sẽ thường xuyên phải có những chuyến đi xa và khó mà được thanh thản. Họ phải lao tâm khổ tứ nhiều trong năm này và thường xuyên cảm thấy cô đơn, luôn phải một mình một bóng. Tuy nhiên, sau mùa hạ, tất cả mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp. Nếu biết nắm lấy cơ hội thì sẽ có được thành công to lớn. Năm Ngọ. Trong năm Ngọ, người tuổi Mão thường có sao Thiên Hỷ chiếu mệnh. Đầu năm họ sẽ gặp một vài trục trặc nhỏ, nhưng sau tháng 3 thì sự nghiệp lại dần dần thăng tiến. Họ cũng thường có quý nhân phù trợ, cuộc sống an lành và nhiều niềm vui. Người tuổi Mão nên cố gắng tận dụng năm Ngọ để phát triển sự nghiệp. Họ sẽ có rất nhiều cơ hội để được tăng lương, thăng chức hoặc chuyển đổi công việc. Tài lộc của họ trong năm này sẽ khiến cho tất cả mọi người phải ngưỡng mộ. Năm Mùi. Trong năm Mùi, người tuổi Mão được sao tốt chiếu mệnh nên sự nghiệp của họ sẽ phát triển rất thuận lợi. Nếu chăm chỉ, chuyên tâm vào làm việc thì sẽ rất nổi trội, có nhiều cơ hội để tăng lương, thăng chức. Tuy nhiên vì trong năm này có sự xuất hiện của sao Bạch Hổ nên người tuổi Mão nên cẩn thận giữ mình, tránh gây nên sự đố kỵ hay hiểu lầm từ người khác. Sự nghiệp của họ sẽ phát triển thuận lợi nhất vào tháng 1, tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 10, tháng 11 âm lịch. Vì vậy người tuổi Mão nên nắm chắc cơ hội để vượt lên trong những tháng này. Năm Thân. Sự nghiệp không thuận lợi và là một trong những đặc điểm nổi trội nhất của người tuổi Mão trong năm Thân. Vì có sao Phi Liêm và Bạch Hổ xuất hiện nên công việc của họ thường xuyên có những việc ngoài ý muốn, thậm chí là phải bỏ rất nhiều công sức nhưng không hề thu lại được điều gì. Vì vậy họ không nên quá chuyên quyền độc đoán mà cần cố gắng hợp tác tốt với những người xung quanh. Nếu làm được như vậy, rất có thể họ sẽ có được thành công lớn. Công việc của họ trong năm này gặp nhiều khó khăn, nhất là vào tháng 1, tháng 2, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 12 âm lịch. Vì vậy trong các tháng này, họ cần cố gắng giải quyết thật tốt. Trong tháng 4, tháng 5, tháng 9, tháng 11, công việc của họ sẽ phát triển rất thuận lợi, nên cố gắng để nắm bắt thời cơ tốt đẹp. Năm Dậu.
Trong năm Dậu, người tuổi Mão có thể sẽ bị kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại, nhưng chỉ cần cẩn thận ứng phó thì mọi chuyện đều sẽ bình an. Trong năm này, họ cũng có sao Long Đức trấn trong mệnh cung nên sức sáng tạo vô cùng dồi dào. Nếu có thể tận dụng tốt thì sẽ mã đáo thành công và có cơ hội được tăng lương thăng chức. Các tháng mà sự nghiệp của họ sẽ được phát triển thuận lợi là tháng 1, tháng 6, tháng 7, tháng 10, tháng 11 âm lịch. Họ cũng nên cố gắng để nắm bắt lấy các cơ hội xuất hiện trong những tháng kể trên. Tuy nhiên trong tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 8 thì mọi chuyện lại diễn tiến không được suôn sẻ, cần hết sức cẩn trọng trong công việc. Năm Tuất. Trong năm Tuất, người tuổi Mão sẽ có cơ hội được thoát khỏi những vận xui của năm Dậu và có được những bước tiến dài. Tuy nhiên vẫn có đến 20% người tuổi Mão không thể có được những thay đổi lớn trong năm này. Người tuổi Mão nếu sinh vào những năm 1951 hay 1987 sẽ gặp rất nhiều điều thuận lợi trong năm này. Đặc biệt là những người sinh vào năm 1951 thì tài lộc và sự nghiệp sẽ phát triển vô cùng tốt đẹp, lại có thêm sự trợ giúp của sao Tử Vi và sao Long Đức, nên họ không chỉ là có được sự giàu sang phú quý mà mọi chuyện còn tương đối ổn định. Người tuổi Mão và sinh vào năm 1975 cũng có sự nghiệp tương đối phát triển trong năm này. Thắng lợi của họ nằm ở chỗ quý nhân phù trợ, giúp đỡ rất nhiều. Những người sinh vào năm 1963 thì vận may thường có xu hướng trùng lặp. Trong khi đó, những người sinh vào năm 1999 lại có số phận hẩm hiu nhất trong số những người tuổi Mão. Tuy nhiên, nếu so sánh với người tuổi các con vật khác thì vận may của người tuổi Mão trong năm Tuất như vậy cũng là quá nhiều rồi. Năm Hợi. Trong năm Hợi, người tuổi Mão có sao Bạch Hổ chiếu mệnh nên không phá sản thì cũng sẽ gặp khá nhiều tổn thất về tiền bạc. Họ sẽ vướng vào khá nhiều những chuyện thiên tai địch họa, bị người khác chơi xấu hãm hại. Lời khuyên dành cho họ là nếu thấy có người đến cửa nhờ giúp đỡ thì hãy cố gắng giúp trong tầm mức có thể, làm nhiều việc thiện để tu thân tích đức. Nếu hướng về phương đông để cầu duyên thì có thể chuyển chuyện buồn thành chuyện vui, biến họa thành phúc. Nếu gặp quý nhân phù trợ thì rất có thể họ sẽ có được thành công lớn. Sự nghiệp của người tuổi Mão qua từng tháng. Tháng 1. Trong tháng 1, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có những bước phát triển rất tốt, đạt được nhiều hiệu quả cao trong công việc. Trong thời gian này, việc trước tiên mà họ cần làm là xác định mục tiêu phát triển cho cả một năm dài, sau đó hành động theo đúng những yêu cầu đã đề ra. Nếu không làm được như vậy, họ rất dễ bị lạc phương hướng và khó mà đạt được mục tiêu của mình. Trong tháng này, họ cũng được sao tiền tài chiếu mệnh nên sẽ có nguồn thu nhập dồi dào. Tuy nhiên, họ vẫn cần phải lưu ý giữ gìn sức khỏe, đề phòng những tai nạn có liên quan đến nước. Tháng 2. Trong tháng 2, sự nghiệp của người tuổi Mão gặp rất nhiều khó khăn trở ngại. Chỉ khi thận trọng tiến từng bước một thì họ mới vượt qua được cửa ải khó khăn này. Họ cũng cần đề phòng sẽ bị lôi kéo vào những mưu mô toan tính của người khác trong các mối quan hệ phức tạp. Đồng thời cần cố gắng để cải thiện quan hệ với đồng nghiệp trong công việc. Tháng 3. Trong tháng 3, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có rất nhiều khởi sắc. Những khó khăn trong công việc cũng sẽ dần biến mất và đây thật sự là cơ hội để họ có được bước phát triển mới vượt trội hơn. Nhiệm vụ chủ yếu của họ trong thời gian này là tích cực liên lạc với khách hàng, trao đổi với đồng nghiệp và tuyệt đối đừng để mình trở nên cô lập. Tháng 4. Trong tháng 4, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ rất phát triển, có thể đầu tư đa dạng nhưng cũng cần biết dừng lại đúng lúc. Công việc của họ tiến triển thuận lợi, lợi nhuận trong kinh doanh tăng cao nhưng cạnh đó cần chú ý đến chất lượng sản phẩm, nếu không sẽ khiến cho khách hàng trở nên bất mãn, phiền lòng. Tháng 5. Trong tháng 5, sự nghiệp người tuổi Mão thường có chiều hướng đi xuống. Họ cần hết sức cẩn thận bởi sơ sẩy một bước là sẽ dẫn đến lật thuyền. Trong công việc của họ cũng bắt đầu xuất hiện những nguy cơ và trở ngại. Tuy nhiên, họ tuyệt đối không được do dự, dao động, nếu không sẽ dẫn đến thất bại lớn. Tháng 6. Trong tháng 6, sự nghiệp người tuổi Mão sẽ gặp phải khá nhiều trắc trở. Công việc có nhiều trở ngại, hơn nữa họ cũng dễ sập bẫy của người khác, khiến cho mọi việc càng trở nên tồi tệ. Vì vậy, trong tháng này có thể những người tuổi Mão sẽ có những thay đổi khiến cho người khác phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, có thể nắm được những cơ hội nhỏ, nhưng nếu muốn có được cơ hội lớn thì họ cần phải dũng cảm và liều hơn nữa trong mọi việc. Tháng 7. Trong tháng 7, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có bước phát triển thuận lợi. Tất cả những cản trở công việc trước đây sẽ dần biến mất và mọi việc lại trở về quỹ đạo bình thường. Trong tháng này, những người tuổi Mão đang làm việc trong các ngành dịch vụ hoặc là giáo viên tiểu học sẽ đạt được thành tích rất đáng khích lệ. Tháng 8. Trong tháng 8, rất có thể người tuổi Mão sẽ vướng vào những chuyện thị phi. Vì vậy, cần hết sức cẩn trọng, không nên hành động vội vàng, mà cẩn trọng trong từng bước để tránh những thất bại lớn. Họ cũng cần tìm hiểu kỹ càng hơn về tất cả mọi chuyện, chứ không nên chỉ căn cứ vào những biểu hiện bề ngoài của con người hoặc sự việc đó.
Tháng 9. Trong tháng 9, sự nghiệp người tuổi Mão sẽ không mấy ổn định và phát triển. Họ gặp khá nhiều vận xui và thường để lỡ mất những cơ hội tốt. Hơn nữa, vì không muốn phá vỡ sự ổn định trong cuộc sống nên tinh thần dám chấp nhận thử thách của họ cũng thường xuyên ở trong tình trạng bị ức chế. Bước then chốt để nắm bắt được cơ hội là dũng cảm, quyết đoán tiến lên vào những thời điểm đúng đắn. Có lòng tin vào chính mình, hạ quyết tâm sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn thử thách trong công việc. Tháng 10. Tháng 10, người tuổi Mão được sao Thiên Phúc chiếu mệnh nên sự nghiệp sẽ có bước phát triển nhanh chóng và rõ ràng. Rất nhiều dự định công việc từ lâu họ không nhìn ngó đến, trong tháng này sẽ có cơ hội để thực hiện. Họ luôn coi trọng công việc, bao giờ cũng nghĩ đến việc công trước rồi mới tính toán đến việc tư sau, và không bao giờ để lỡ những việc lớn chỉ vì sợ việc tư làm ảnh hưởng đến công việc. Tháng 11. Trong tháng 11, sự nghiệp người tuổi Mão không có bất cứ điểm nào nổi bật, những thành tích của họ trong công việc cũng chỉ hết sức bình thường. Hơn nữa, họ còn gặp phải nhiều chuyện không được như ý. Muốn thay đổi tình trạng này, lời khuyên dành cho họ là cần tự thấy vui mừng với hoàn cảnh, tạo thêm nhiều màu sắc mới mẻ và vui nhộn trong cuộc sống của mình. Tháng 12. Trong tháng 12, sự nghiệp người tuổi Mão lại có những chuyển biến lớn. Tất cả những khó khăn trước đây dần biến mất, nguy rồi cũng đổi thành an. Công việc của họ cũng được như ý và có nhiều thành tích nổi bật. Vì luôn tuân thủ theo kế hoạch đã đặt ra nên họ sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn biến như vậy thì chắc chắn sự nghiệp của họ sẽ rất nổi trội và đáng ngưỡng mộ. Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Sự nghiệp người tuổi Mão. Hy vọng bài chia sẻ giúp quý vị thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng, đồng thời cũng giúp quý vị có thêm những thông tin để tham khảo và áp dụng trong cuộc sống. Quý vị hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ miễn phí. Đồng thời đừng quên nhấn nút chuông để tiếp tục nhận được các chia sẻ về tài lộc, tình duyên và cuộc đời của người tuổi Mão cũng như con giáp khác của kênh Hấu Nhỏ Nhỏ. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.